Mới về em giờ 15V2 nhá. Xe 27 zin đét. Độ full body của V3 luôn. Đấy. Anh em cứ nhìn hình đánh giá nhá. Cực chất. Upside down hai đĩa. Xe quá đẹp luôn. Lắp bình xăng độ luôn. Brembo này. Đó, ga domino nhá, đủ các kiểu. Đồng hồ điện tử. Đời 27 nhá. Cao chót vót bản 98. Giấy tờ đầy đủ. Máy móc êm thít nhá, không tiếng động lạ. Lẹt nháy các kiểu luôn. Còi ô tô.